Ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử và tuyên án đối với 4 quái xế về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhật, 23 tuổi, Ngô Hoàng Đạt, 22 tuổi, Trần Ngọc Duy, 20 tuổi, mỗi người bị phạt 3 tháng 29 ngày. Riêng Huỳnh Quang Huy, 18 tuổi, bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ do chưa đủ tuổi thành niên. Theo cáo trạng, hai nhóm quái xế khoảng 16 người ở tỉnh Bến Tre và Tiền Giang hẹn gặp nhau để tổ chức đua xe. Rạng sáng ngày 22 tháng 1, Huy có hành vi tự ý chặn dừng trái phép các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang theo hướng Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh để tạo không gian trống cho việc đua xe. Cả hai nhóm đua xe được 4 lượt trong khoảng 15 phút thì cảnh sát giao thông xuất hiện bắt giữ 15 người cùng 13 xe máy các loại. Tại cơ quan công an, Nhật, Duy và Đạt khai nhận đã lái xe máy trực tiếp tham gia đua xe. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây cản trở, đình trệ giao thông trên tuyến quốc lộ 1 trong khoảng thời gian 15 phút đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, một số quái xế khác chưa đến mức xử lý hình sự nên công an đã xử phạt hành chính.